Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần do Thanh Thảo biên soạn và trình bày trên đài Vietface TV. Thưa quý vị, hạnh phúc từ được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý, lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị. Thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Vietface TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì chiến cuộc Ukraine. IMF đang cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Ảnh hưởng kinh tế của cuộc chiến ở Ukraine đang lan rộng và đó là lý do chính mà IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế xuống 3.6% cho năm nay và năm tới. Việc cắt giảm này phản ánh mức giảm 0.8% cho năm nay từ dự báo gần đây nhất của họ mới được đưa ra hồi tháng Giêng của năm 2022. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tác động lớn nhất sẽ xảy ra ở Ukraine. IMF cảnh báo mức suy giảm ở nước mức hai con số tại Ukraine là 35% trong năm nay và nền kinh tế của Nga thì sẽ giảm hơn 8%. Tuy nhiên, dù chỉ là con số tại hiện trường cuộc chiến, nhưng cũng sẽ kéo GDP toàn cầu giảm khoảng 2% trong năm nay với giá năng lượng, kim loại và thực phẩm tiếp tục gia tăng. Còn đối với châu Âu thì phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng của Nga. IMF cho rằng tác động sẽ khá lớn với mức giảm là 3% GDP. Đó là lý do các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga vẫn là một vấn đề đang được tranh luận sôi nổi đối với các nước thành viên Liên Âu mà chưa trở thành một phần của lệnh cấm vận quốc tế. Hoa Kỳ công bố thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì cuộc xâm lược Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden đã công bố một vòng trừng phạt mới đối với nước Nga, nhắm mục tiêu vào một ngân hàng, tin điện tử và 40 người bị ràng buộc bởi một nhà tài phiệt. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã xử phạt ngân hàng thương mại tư nhân TransCapital Bank. Nhà chức trách cho biết họ cung cấp các dịch vụ để giúp cho những người cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Các dịch vụ khai thác tiền điện tử khổng lồ của Nga cũng đang được nhắm mục tiêu trong lệnh trừng phạt. Nga được cho là nơi có hoạt động khai thác tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 40 người và tổ chức có liên quan đến nhà tài phiệt Konstantin Malofeyev. Ông ta được cho là giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến cuộc xâm lược của Nga vào nước Ukraine. Và cuối cùng, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang hạn chế giấy thông hành của 635 người Nga tham gia vào việc trấn áp những người hoặc là tổ chức bất đồng chính kiến với chính phủ Nga. WHO cho biết các ca nhiễm COVID-19 toàn cầu và tử vong tiếp tục giảm. Số người mắc bệnh COVID-19 trên khắp thế giới đang giảm dần. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã báo cáo rằng số trường hợp mắc mới trên toàn cầu đã giảm 24% so với tuần lễ trước. WHO cho biết từ ngày 11 tháng 4 cho đến 17 tháng 4, số người bệnh COVID đã giảm trong tổng số trường hợp được báo cáo ở tất cả 6 khu vực của WHO. Số người thiệt mạng vì COVID-19 cũng giảm ở tất cả 6 khu vực, với số trường hợp tử vong giảm 12%. Hoa Kỳ và Cuba đang tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao lần đầu tiên sau nhiều năm gián đoạn. Bộ Ngoại giao cho biết rằng các quan chức cao cấp đã thảo luận về vấn đề di cư với Thứ trưởng Ngoại giao Cuba. Điều này xảy ra khi Hoa Kỳ cố gắng hạn chế số người nhập cư vào đất nước Mỹ bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Ned Price giải thích: "Chúng tôi đã thấy điều này nhấn mạnh đến sự cấp thiết của việc thực hiện các cuộc đàm phán này. Chúng tôi đã thấy sự gia tăng đáng kể trong một cuộc di cư thường xuyên đối với một bộ phận người Cuba di cư đến Mỹ, bao gồm cả qua các tuyến đường bộ và đường hàng hải. Chúng tôi muốn thấy một quy trình an toàn, có trật tự và hợp pháp, chứ không phải quy trình bị chi phối bởi những người di cư bất thường, tìm cách gây nguy hiểm, dù là hành trình trên bộ hoặc là hành trình trên biển, tới Hoa Kỳ." Báo Washington Post đã đăng báo cáo là 32.500 người di cư Cuban đã cố gắng thâm nhập vào Hoa Kỳ trong tháng 3. Đây là con số cao gấp 5 lần so với tháng 10 năm ngoái. Tổng thống Biden có thể rút lại một số hạn chế áp dụng đối với Cuba dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump. BMW tiết lộ
kiểu xe điện, kiểu mẫu mới trị giá 120.000 Ý Kim. Công ty sản xuất xe hơi BMW đang mở rộng các kiểu xe điện. Hôm thứ Tư, công ty xe hơi hạng sang này đã tiết lộ chiếc xe điện mới nhất của họ mang tên i7. Chiếc xe chạy bằng pin là sự lựa chọn của thương hiệu trên kiểu xe du lịch đắt tiền nhất mới của mình. i7 có giá khởi điểm hơn 119.000 Ý Kim. BMW cho biết chiếc xe có thể chạy được 300 km với một lần sạc đầy bình điện và có các tính năng cao cấp như là màn ảnh video độ phân giải cao, có thể gập xuống từ mui xe để cho những người ngồi ở hàng ghế sau có thể xem truyền hình. Nếu khách hàng không muốn có một chiếc xe điện kiểu i7 thì có thể chọn chiếc xe tương tự với động cơ chạy bằng xăng. Phiên bản đó trông giống kiểu xe điện nhưng có thể có giá thấp hơn rất nhiều, tùy thuộc vào loại động cơ được chọn. Hồng Kông có tác động tiêu cực về kinh tế vì lệnh cấm các tuyến bay của Hồng Kông, thưa quý vị. Các lệnh cấm thường xuyên của Hồng Kông đối với các tuyến bay và các hãng vận chuyển đang tác động tiêu cực đến vị thế của thành phố này như là một trung tâm kinh doanh. Các trường hợp bệnh COVID-19 tại Hồng Kông đang giảm. Việc học sinh, sinh viên vào lớp học đã được nối lại và một số không gian công cộng mở cửa trở lại cho công chúng bắt đầu từ ngày 21 tháng 4. Tuy nhiên, việc đi lại bằng máy bay ra và vào thành phố này vẫn rất khó khăn vì chính quyền đã đình chỉ một số hãng máy bay trong 7 ngày sau khi họ vận chuyển hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc là không có đủ giấy tờ về sức khỏe. Ít nhất một chục chuyến bay liên quan đến 11 hãng hàng không đã bị cấm, bao gồm các chuyến bay từ London, Tokyo và Singapore. Các hãng hàng không bị ảnh hưởng bao gồm Cathay Pacific, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Air India, Turkish Airlines, Ethiopia Airlines, Malaysia Airlines, Scoot and Emirates. Vào ngày thứ Ba và ngày thứ Tư, chỉ có một chuyến bay duy nhất đến từ ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một chuyến bay của Emirates đã hạ cánh hôm thứ Ba là chuyến bay đầu tiên sau 7 ngày bị hãng này cấm vận. Nhưng vào chiều thứ Tư thì Emirates lại bị cấm. Giờ đây thì các lệnh cấm đã tạo thêm một màn căng thẳng và lo lắng mới cho du khách. Họ cũng đang làm xói mòn thêm vị thế của Hồng Kông như là một trung tâm kinh doanh và hàng không quốc tế. Trong năm thứ Ba của COVID-19 này, Hồng Kông hầu như bị tách khỏi thế giới và phí tổn vì cô lập đang tăng lên từng ngày. Netflix sẽ khởi động các loại thành viên lệ phí rẻ hơn với quảng cáo. Khách hàng trong thời gian gần sẽ nhìn thấy một cái gì đó mới trên mạng chiếu phim trực tuyến Netflix. Đó là chương trình ghi danh làm thành viên đóng tiền rẻ hơn nhưng kèm theo quảng cáo giữa các bộ phim. Thông báo được đưa ra vào ngày thứ Ba trong một cuộc báo cáo lợi tức và doanh thu. Công ty Netflix cho biết việc bổ sung các kế hoạch ít tốn kém hơn kèm theo quảng cáo mang lại cho người xem nhiều sự lựa chọn hơn và họ cũng lưu ý rằng các dịch vụ phát trực tuyến khác như là Hulu và Disney Plus đã thành công với mô hình này. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Netflix báo cáo sự sụt giảm về tăng trưởng số thành viên ghi danh, khiến cho cổ phiếu của công ty giảm mạnh tới 35%. Các nhà phân tích dự kiến Netflix sẽ có thêm khoảng 2,5 triệu thành viên ghi danh trả tiền mới trong quý đầu tiên của năm 2022. Nhưng thay vào đó thì Netflix sẽ mất đi 200.000 thành viên, là lần đầu tiên mất thành viên trong 10 năm qua. Các kế hoạch mới rẻ hơn dự kiến sẽ được khai triển trong 1 hoặc 2 năm tới. Netflix cũng cho biết họ sẽ có chiến dịch truy tìm những thành viên chia sẻ mật mã để thu thêm lệ phí hoặc là cắt giảm số người xem phim mà không chịu trả lệ phí. Cảm ơn quý khán giả vẫn đang xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này. Và sau đây là một số tin liên quan đến giới tiêu thụ, bởi vì 2/3 lực chuyển nền kinh tế Mỹ lệ thuộc vào mức chi tiêu của người dân. Bản tin đầu tiên là FBI cảnh báo nông gia về các cuộc tấn công đòi tiền chuộc. Các nông gia cần đề phòng những tin tặc tiềm ẩn, đó là theo một cảnh báo từ cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, tức FBI, hôm thứ Tư. Các quan chức cho biết tội phạm mạng điện toán có thể truy lùng các hợp tác xã nông nghiệp trong mùa gieo trồng và thu hoạch, vì tin rằng những đối tượng này có thể dễ bị tổn thương hơn và sẵn sàng trả giá sau các vụ tống tiền. FBI cho biết có 6 công ty ngũ cốc đã bị nhắm mục tiêu vào mùa thu năm ngoái và 2 công ty khác đã bị tấn công trong năm nay. Trong một cuộc cố vấn công khai, các quan chức liên bang nói rằng một sự gián đoạn lớn trong sản xuất ngũ cốc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi lương thực. Họ đang kêu gọi nông dân hãy thực hiện các biện pháp phòng thủ trước mối đe dọa tiềm tàng của tin tặc. Các hãng hàng không kỳ vọng doanh thu kỷ lục sau nhiều năm thua lỗ. Lợi nhuận của hãng hàng không Hoa Kỳ được dự kiến là sẽ cất cánh trong tương lai gần. Trong 2 năm qua, nhiều hãng hàng không vận tải đã chịu thiệt hại lớn, phần lớn là do hạn chế đi lại vì tác động của đại dịch COVID-19. Nhưng giờ đây, nhiều vấn đề trong số đó đã giảm bớt, bao gồm cả việc không còn bị buộc đeo khẩu trang trên máy bay và nhiều người đã sẵn sàng để đi du lịch bằng đường hàng không.
Mặc dù các hãng hàng không United Airlines và American Airlines đều báo cáo lỗ trong quý đầu tiên năm nay, nhưng họ kỳ vọng sẽ đạt doanh thu kỷ lục trong quý hiện tại. Quý 2 bắt đầu với mùa du lịch mùa xuân và kết thúc vào cao điểm của mùa du lịch mùa hè, và các nhà phân tích kỳ vọng ngành công nghiệp du lịch sẽ có một đợt tăng trưởng mạnh. Giới chức tại American Airlines cho biết tháng trước rằng họ tự hào về lượng đặt vé và doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Khách sạn và ngành du lịch vẫn chưa thấy phục hồi sau COVID. Trong khi các hãng hàng không thì đang báo cáo việc trở lại hoạt động gần hết công suất, điều này không đúng đối với ngành khách sạn. Một báo cáo mới dự đoán việc đi công tác sẽ thấp hơn 23% so với mức trước đại dịch COVID trong năm 2022. Hiệp hội phòng trọ và khách sạn của Hoa Kỳ cho biết ngành công nghiệp của họ đã mất 108 tỷ Mỹ kim chỉ trong giai đoạn 2020 và 2021. Có một sự lạc quan rằng du lịch giải trí có thể phục hồi trở lại mức trước đại dịch COVID vào cuối năm nay. Nhưng việc đi công tác là nguồn doanh thu lớn nhất của ngành khách sạn sẽ mất nhiều thời gian đáng kể hơn để phục hồi. Amazon cho phép các nhà bán lẻ khác cung cấp dịch vụ giao hàng Prime. Khách hàng sẽ không nhất thiết phải mua sắm hàng hóa trên mạng Amazon để nhận được những lợi ích Prime của Amazon. Công ty khổng lồ ngành bán lẻ trực tuyến đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ cho phép người bán bên thứ ba cung cấp những dịch vụ Prime thông qua các cửa hàng của riêng họ. Dịch vụ được gọi là Buy with Prime. Amazon đã cho phép các nhà bán lẻ sử dụng cơ sở hạ tầng vận chuyển và hậu cần của Amazon. Hành động mới này cho phép họ có cùng quyền truy cập ngay cả đối với các mặt hàng họ bán trên trang web của chính họ, chứ không phải thông qua nền tảng của Amazon. Điều này xảy ra vào thời điểm mà Amazon đang phải đối mặt với sự giám sát vì bị cáo buộc sử dụng dữ liệu từ người bán bên thứ ba để làm lợi cho các sản phẩm thương hiệu riêng của mình. Công ty Amazon phủ nhận họ đã từng làm điều đó. Cơ quan lập pháp Florida phê chuẩn chấm dứt tình trạng đặc biệt của Disney. Tiểu bang Florida đang tiến một bước gần hơn đến việc tước bỏ địa vị đặc biệt của Disney, cho phép công ty này hoạt động tự chủ quanh công viên giải trí khu vực Orlando. Hôm thứ Năm, các nhà lập pháp tiểu bang Florida đã thông qua một dự luật để loại bỏ tình trạng này sau khi Disney phản đối luật mới hạn chế các cuộc thảo luận nhất định trong lớp học về bản sắc tình dục và giới tính. Số phiếu biểu quyết cuối cùng là 70 phiếu thuận trên 38 phiếu chống. Thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã ký dự luật vào ngày thứ Sáu và nói rằng ông ủng hộ biện pháp này. Một thượng nghị sĩ tiểu bang cho biết nếu dự luật trở thành luật thì nó sẽ trực tiếp khiến cho người đóng thuế ở các quận lân cận chịu thiệt hại hơn 1 tỷ Mỹ Kim hoặc là khoảng 2.200 cho đến 2.800 Mỹ Kim tiền tăng thuế cho mỗi gia đình. Nhân viên Apple tại Atlanta nộp đơn xin tổ chức bầu cử công đoàn. Nhân viên cửa hàng Apple tại trung tâm mua sắm Cumberland của thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia đã nộp đơn cho một cuộc bầu cử công đoàn. Nếu thành công, họ sẽ là nhóm nhân viên bán lẻ đầu tiên của công ty khổng lồ ngành công nghiệp làm được điều này. Ít nhất 30% công nhân phải nộp thẻ công đoàn để thành lập công đoàn. Văn phòng Atlanta của Ban Quan hệ Lao động Quốc gia sẽ xem xét hồ sơ để bảo đảm rằng ngưỡng đó đã được đáp ứng. Công đoàn Communications Workers of America, viết tắt là CWA, hiện là đại diện cho nhân viên của hãng Apple tại đây. Theo CWA, hơn 70% trong số hơn 100 công nhân đủ điều kiện đã ký thẻ công đoàn. CWA còn cho biết trong một tuyên bố rằng công nhân bán lẻ của công ty Apple đã bị từ chối mức lương đủ sống, điều chỉnh chi phí sinh hoạt và quyền chọn mua các cổ phiếu một cách công bằng. Apple đã không bình luận về cuộc bầu cử công đoàn tại Atlanta, nhưng cho biết họ cung cấp các khoản lương và phúc lợi rất cao. Mức lương khởi điểm cho công nhân bán lẻ của công ty Apple là 20 Mỹ Kim một giờ. Best Buy khai triển dịch vụ tái chế dụng cụ thải tại nhà. Best Buy đang cung cấp một dịch vụ mới để nhận các sản phẩm công nghệ lớn cần được tái chế của khách hàng. Dịch vụ được gọi là Best Buy Standalone Haulaway. Nhân viên Best Buy sẽ đến lấy tối đa 2 sản phẩm khỏi mỗi căn nhà mỗi lần mà họ đến thăm. Điều đó bao gồm những thứ như là TV màn ảnh rộng và máy giặt, cũng như các sản phẩm nhỏ hơn như máy điện toán xách tay và máy chơi game. Nhưng dịch vụ này không hề miễn phí hoặc là thậm chí giá rẻ. Best Buy sẽ tính lệ phí 200 Mỹ Kim cho mỗi lần đi lấy sản phẩm. Rồi sau đó có lẽ Best Buy sẽ kiếm lời từ những dụng cụ thiết bị và máy điện toán cũ đó. Cửa hàng này cho biết họ là nhà thu gom rác thải điện tử bán lẻ lớn nhất toàn quốc Hoa Kỳ. Giá sản phẩm Nestle tăng trong quý đầu tiên 2022 và sẽ tiếp tục tăng. Từ thức ăn cho chó cưng cho đến thanh kẹo và thực phẩm đông lạnh, quý vị có thể đã thấy giá các sản phẩm của hãng Nestle cao hơn trên khắp các siêu thị và cửa hàng tạp hóa. Và giá của các sản phẩm này sẽ tiếp tục tăng. Hôm thứ Năm, giá các sản phẩm trên khắp thế giới được Nestle báo cáo đã tăng hơn 5% trong quý đầu tiên của năm 2022.
người dân ở Bắc Mỹ có mức tăng lớn nhất, đó là tăng tới 8.5%. Công ty cho biết lạm phát đang thúc đẩy họ tăng giá và có thể sẽ tăng giá nhiều hơn trong tương lai. Nhưng điều đó đã không ngăn cản người tiêu dùng tiếp tục mua sắm. Nestle cũng báo cáo tổng doanh số bán hàng đã tăng 5.4% trong quý đầu năm nay và công ty dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng 5% trong trọn năm. Lãi suất nợ nhà đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua. Mùa xuân thường là thời điểm mua nhà bận rộn nhất, nhưng điều đó có thể không đúng trong năm nay. Lãi suất nợ nhà hiện nay ở mức cao nhất trong hơn một thập niên qua và vẫn đang tăng. Vào thời điểm này năm ngoái, lãi suất nợ nhà chỉ có dưới 3%. Nhưng bây giờ, theo Freddie Mac, thì lãi suất trung bình của một món nợ nhà cố định trong 30 năm là 5.11%. Con số này tăng so với 5% của tuần lễ trước. Đây là tuần lễ tăng thứ 7 liên tiếp và rõ ràng điều này đang bắt đầu gây ảnh hưởng đến thị trường gia cư. Doanh số bán nhà hiện có của tháng 3 đã giảm gần 3% so với tháng 2 của năm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của một khán giả tại Huntington Beach, California về việc làm sao để một nhân viên hoạch định mục tiêu nghỉ hưu. Và sau đây là phần trả lời. Xem sự đóng góp vào quỹ 401k là chìa khóa để đạt được mục tiêu nghỉ hưu. Nếu sự đóng góp vào kế hoạch 401k của công ty nơi quý vị làm việc là một phần quan trọng cho kế hoạch nghỉ hưu của quý vị, thì hãy bảo đảm quý vị hiểu khi nào thì số tiền đó thực sự thuộc về mình. Vesting schedule hoặc là khoảng thời gian quý vị phải làm việc tại công ty để những đóng góp của công ty là của quý vị 100%. Thời hạn này có thể lên đến 6 năm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các tập đoàn tài chính lớn Hoa Kỳ, thì phần đóng góp matching vào quỹ 401k của công ty được xác định là quan trọng để đạt được mục tiêu nghỉ hưu của 62% nhân viên tại Mỹ. Điều thứ hai là có một danh mục đầu tư cân bằng. 52% người được thăm dò cho biết đây là ưu tiên thứ nhì trong tầm quan trọng để đạt được mục tiêu nghỉ hưu trong cuộc khảo sát của nhiều công ty tài chính. Và kế đến là nhận được lời khuyên hoặc hướng dẫn tài chính xếp hạng quan trọng thứ ba, hoặc là chiếm 51%. Hầu hết hoặc là 98% các kế hoạch 401k đóng góp vào khoản tiết kiệm hưu trí của công nhân viên, theo Plan Sponsor Council of America hoặc là Hội đồng Bảo trợ Kế hoạch Hoa Kỳ. Một số công ty đưa ra các khoản đóng góp không tương xứng, chẳng hạn một phần lợi nhuận của công ty bất kể nhân viên tiết kiệm được bao nhiêu, trong khi nhiều công ty khác thì sẽ đóng góp khoản tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm của nhân viên. Chẳng hạn công thức phổ biến nhất là 50 xu cho mỗi đô la mà nhân viên đóng góp, lên đến tối đa là 6% mức lương. Khoảng 41% công ty sẽ đóng góp bằng với số tiền góp của nhân viên và có hiệu lực ngay lập tức. Nhưng khoảng 16% thì bắt công nhân viên phải đợi 6 năm trước khi số tiền đóng góp của công ty hoàn toàn thuộc về nhân viên. Và cho dù với điều kiện nào thì các cố vấn tài chính vẫn thường khuyên quý vị nên đóng góp ít nhất đủ để có được công ty góp vốn bằng số tiền để dành của mình, bởi vì đây được kể là tiền miễn phí. Kế đến là quỹ đóng góp tiền hưu loại nào cũng là điều quan trọng. Nếu như quý vị đóng góp vào quỹ 401k truyền thống thì số tiền góp sẽ được trừ khỏi số lương và được hoãn trả thuế. Nhưng về sau này khi rút tiền ra, quý vị sẽ phải đóng thuế liên bang và tiểu bang. Còn nếu đóng vào quỹ Roth 401k thì quý vị không được trừ số tiền góp từ mức lương, nhưng về sau này khi rút tiền ra quý vị sẽ không phải đóng thuế. Giới hạn đóng góp vào quỹ 401k cho năm 2022 là 20.500 Mỹ Kim. Nhân viên từ 50 tuổi trở lên được phép cộng thêm 6.500 Mỹ Kim như là một khoản đóng góp nhằm bắt kịp đà để dành cho tuổi về hưu, với tổng số tiền góp của năm 2022 là 27.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi vào chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tony.thanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.